rõ hơn được những chân dung mà ngôi sao các bạn yêu mến một cách rõ nét, cũng như là các bạn có thể nhận biết được những phong cách đặc trưng của họ. Thấy chưa, ta nói mà cái này là không có chuyện gì học kịch bản nè, anh đặt gửi rồi. Nói cho nghe, học kịch bản nói nhưng mà vô hồn, mình phải nói được cảm xúc của mình, cảm xúc dâng trào. Tiếp tục. Và các bạn ơi, các bạn hãy nhớ gửi thư về địa chỉ 95A. Mày nhắc cái đó luôn đi.